Hello các bạn, điều này mình sẽ chơi 8 game trên iPad nha. Game đầu tiên sẽ là PvZ Hoa Quả Đại Chiến với Zombie. Hoa quả nổi giận nha. Bắt đầu nào. Đây là PVZ2 các bạn. Ồ. Mở được rất là nhiều tiền. À, đây là đang nhận thưởng các bạn. Rồi. Nào, bắt đầu vào chiến đấu thôi. À, mà này mình sẽ chiến đấu với bọn hải tặc nha các bạn. Một hoàng dương này. Một khẩu súng nhỉ. Chúng ta chọn thì khẩu súng này. Con rồng có kêu này. Khoai tây này. Và một con rồng. Một khẩu súng 200. Tôi không chọn khẩu súng 200 nữa. Tôi chọn khẩu súng 200 đi. Và một quả đóng băng Let's drop. Ui, một mặt trời được 50. Được 50 điểm luôn. Ngon đấy. Một con zombie đã tiến vào. Xem nào. Con rồng này bắn cái gì đây? Con rồng này dùng trường gì đấy nhỉ? Mình nhìn đến nó, con rồng này nó dùng trường gì? Không rõ nữa. Ăn thịt à? Mình nghĩ là con rồng này dùng trường ăn thịt thôi. Thời đế nó lại gần. À, thời lửa, con rồng này thời lửa. Ôi trời ơi. Không ăn thua cho lắm. Gọi là tạm tạm thôi. Một khẩu 200 đang bắn cho nó rực rỡ đó. Bụp. Cho ăn một khẩu khai tây đi. Để cầm chân nó lại. Không, nó sẽ tiến được vào sâu hơn đấy. Con rồng thổi lửa này thì mình khả năng để ở đằng sau những củ khoai tây là hợp lý rồi. Đánh đu à. Cầu đá phiu bùm bùm vỡ hết, không thể vào được đây luôn. Mình phải tìm cách cho con rồng này ra tay nữa. Con ra tay phải đứng sau một củ khoai tây. Một khẩu súng nữa là piu. Đó, cầu đá bùm 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 vỡ hết đầu luôn. Thổi lửa này, có dòng thổi lửa đặt đây là hợp lý đấy nhỉ. Rồi bọn bot, được dòng bot bắt đầu tiến vào. Chết dở. Bắn nào. Cầu đá. Cầu hết mình đi. Cầu vết đầu này luôn.
đóng băng lại. Thổi lửa đi. Rồi comment rồi nhá. Nhận được một dưng đồ tiền gì đây? Mở nào xem được gì không. Chỉ lấy ở đấy à? Không được mở à? Ok, dương đồ của ông chủ nhà các bạn. Mình sẽ chuyển đến game khác rồi. Tiếp theo là game Paper Yo 3D. À, chúng ta chọn vật, mình sẽ chọn skin bồn cầu. Bồn cầu cho nó ngầu. Ăn đằng vàng luôn đi. Ui chà. Ăn đằng hồng. Piu. Đằng xanh. Ui đúng lúc nó chưa ở nhà nó. Không là mình đã hạ gục được nó rồi. À, thằng hiêu cao cổ này. Hạ gục được thằng xanh rồi. Thằng xanh đang ở top 1, mình hạ gục luôn. Tùy ạ. Ôi với thằng hồng nguyện có mặt không, mình mà để ý là mình ăn nó luôn rồi. Yeah, tao đất cho mình, chúng ta lên top 1 rồi, tuyệt vời. À, thằng xanh rình rình ra đây à? Bạn ơi, không chết à? Thế là mình bị nó khờ mày quá, mình rình nó hụt. Ơ thằng Hồng. Bạn Hồng đi đâu? 4 kill rồi. Bạn xanh. Bạn xanh hạ gục luôn nha. Cả bạn xanh này nữa. Ô thằng vàng nào dám cướp một phần đất của nhà mình đây. Úi giời ơi, giết nó. Hạ gục được thêm một thằng nữa rồi. Thằng tím này. Thằng xanh đi lang thang này. Là một thằng vàng khác nữa này. Úi tím hạ gục may chui nhà kịp. Chết luôn. Tạo một vùng to ý là mình đã bị nó hạ gục rồi, mình sẽ chuyển game thôi. Tiếp theo là game Stickman Party. Điểm danh này, nhận được 100 vàng. Chọn một game cho này. Có rất nhiều game các bạn ạ. Để ra chọn game lái máy bay. Thi đấu các bạn ạ. À đây là bắn máy bay nha. Chúng ta không được bắn vào máy bay của mình. Bắn máy bay màu cũng khác thôi. Ba 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 ba. Mình là máy bay màu đỏ. Càng bắn càng nhiều điểm luôn. Bắn nó âm điểm. Tại vì nó cứ bắn vào máy bay của nó nên bị âm điểm ấy. Sời wow. Rất ngầu. Pa pa pa. Ui hơn 100 điểm rồi. Giải nhất là cái chắc. Bọn nó còn âm điểm luôn. Hơn 100 điểm rồi. Đó chúng ta phá vỡ bao nhiêu cái máy bay luôn. Yeah, win rồi nha các bạn. Mình sẽ chuyển đến lo này. Game tiếp theo mình chơi sẽ là game Flappy nha. Một game đấm bốc.
Chơi luôn. Nhân vật mình chọn con vịt màu vàng. Ái à, ái chà, nó chỉ dùng cho này à. Tức thì chiều nha. Thích thì chiều. Thích thì chiều. Thích thì chiều. Ui, phát của mình sút một pha mồm nó luôn. Chết nè. Chết nè. Vỡ mặt. Một cú lưỡi long cước vào mặt. Xoay. Win luôn. Nó thách đấu. Nó thách đấu lại mình sẽ ok luôn. Chấp nhận. Vào và cho nó vài đường quyền. Nào, nước chảy đá mòn. Hạ gục nó luôn. Trời, hai thằng dùng trưởng bắn nhau. Ghê đấy. Vỡ mặt này. Một đẹp. Sợi. Một nhảy lên đạp vào mặt nó. Win rồi nhớ mày. Victory. Rồi, mình sẽ chuyển đến với game tiếp theo. Game này chúng ta sẽ đẩy nhau xuống vực. Đấy, có những con giò thì mình sẽ thổi những con bọn sắt sống xuống vực nha. Đây không biết có phải sắt sống không nhưng mà nhìn đi là đờ giống sắt sống lắm. Úi ôi ôi. Có mấy con mới sống dậy đuổi kinh thật. Ái chà, nó bắn súng luôn. Nhà con chỗ này. Đi tiếp à. Bùm. Ui, một thổi bay 5 mét. Chết này. Mình cầm một khẩu súng bắn gió này. Rồi. Qua giai đoạn đầu tiếp theo. Ui, đông vậy. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Siêu đông luôn. Càng đông càng vui. Phá đây nè. Một thổi. Phiêu xuống vực hết. Bên dưới là nước. Đây có là biển. Thổi hết xuống vực à. Nào nào. Một trường. Mình nhất tích trường mạnh mạnh để bắn những cái đám đông đông ấy. Đây ví dụ như phát này. Phiêu xuống hết luôn á. Tí rồi xuống vực. Đẩy hết rồi xuống. Ui, mình bị rơi xuống vực rồi. Hỏng hạn nó. Chán thật. Rồi mình sẽ chuyển game thôi. Tiếp theo là một game kim cương nè. Vườn 5. Điểm danh này, nhận 100 vàng này. Đây là một cái gọi là gì nhỉ, danh trại à, của những người cao bồi. Mình sẽ vào chơi game để lấy đồ vật nha. Có thể lấy được cá hộp hay thịt hộp gì đó. Nhiệm vụ của mình là 10 lọ nước màu xanh và phá hết chỗ đất này. Nào, mình tìm cách phá hết chỗ đất này mới được. Nước màu xanh này và phá hết chỗ đất này, nhưng nước đi hơi khó đó. Mình còn 7 lượt đi nhưng còn rất nhiều thứ chúng ta phải phá.
Ủa, ba là đi đâu khó nhằn đấy. Ồ, hết lượt đi rồi. Mình sẽ dùng cái trợ giúp lấy thêm vài lượt đi nhá. Good. Còn 2 lượt thôi. Oh my god. Chúng ta hết lượt đi rồi. Mình sẽ phải làm lại thôi. Lại nào, mình sẽ làm lại, lần này chúng ta sẽ làm được. Let's go. Let's go, let's go. Một quả mìn này. Phải làm gì cho nó nổ đây? Đây. Đây này. Làm gì cho nó nổ đây nhỉ? Không biết cách nào cho nó nổ. Rồi, rồi, tuyệt. Vô tuyệt của mèo. Ui, còn 2 mảnh đất nữa. Ây à, cũng không vừa được qua rồi các bạn ơi. Có lẽ là mình sẽ chuyển game thôi. Game tiếp theo là Kizer Buddy nha. Ok Buddy. Chúng ta sẽ hành Buddy bằng những loại gì đây? Mình sẽ chọn một thứ vũ khí. Xem là cây thuốc xì dáng xì body sẽ có hiểu sao. Ôi xịt nó khóc quá à, xịt nhiều cháy nó mắt rồi xịt. À lọ này chỉ làm nó cay mắt thôi, không ăn thua. Giải cái gì đây? Đèn nhảy à? Sẽ cứ đi nhảy này. Thôi, không chơi đèn nhảy nữa. Ồ, để rồi cui. Cái gì? Đây là roi ạ. Xem còn món nào xịn sò không này. Thuốc độc, uầy thuốc độc luôn. Dưới thuốc độc đây người. Ồ chết tỏi rồi. Thuốc độc đốt cháy mất đi. Phun nước xem làm được gì mất đi không nào. Không chết được. Rồi mình sẽ chuyển game nha. Game tiếp theo Carry Taxi. Bắt đầu. Ok mình sẽ chờ vị khách này nha. Đó. Rồi là, ui rồi, đâm vào cảnh sát luôn. Đâm cảnh sát sẽ được tiền thôi. Bay nào, uhu. Đâm cảnh sát sẽ được tiền thôi. À đâm xe khác cũng được tiền luôn. Rồi, một vị khách đã đến nơi. Một vị khách tiếp theo. Xem vị khách này đi đâu đây. Một thời gian có hạn thôi. Thì khách này vào công viên, chờ vào công viên thôi.
Ui, đâm tan hết mấy thùng dưa hấu rồi. Rồi mình đã chở được hai vị khách này về đích. Nhận được rất là nhiều vàng, hơn 1.000 vàng. Ok. Và mình sẽ kết thúc video ở đây thôi nha.